Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Thì video hôm nay mình sẽ chia sẻ và hướng dẫn cho các bạn là cách chuyển vùng App Store từ Việt Nam chúng ta sang bên Hoa Kỳ, Mỹ nhé. Để các bạn có thể tải được những ứng dụng ở bên Mỹ. Rồi thì các bạn hãy nhìn vào màn hình để mình hướng dẫn cho các bạn nhé. Rồi đầu tiên thì chúng ta vào ứng dụng App Store nhé. Sau đó chúng ta ấn vào cái biểu tượng avatar này. Và chúng ta ấn vào cái dòng địa chỉ ID Apple chúng ta nhé. Sau đó mình ấn vào cái dòng quốc gia vùng. Rồi sau đó mình sẽ ấn vào cái dòng thay đổi quốc gia này nhé. Và chúng ta kéo xuống, chúng ta tìm Hoa Kỳ. Phần H nhé. Đó, mình nhấp vào đây, mình chọn vùng quốc gia nhé, Hoa Kỳ. Sau đó mình sẽ ấn chữ AG này. AG tiếp này. Sau đó chúng ta chọn chữ None này, không nhé. Vào chỗ này thì chúng ta sẽ nhập tên đường này, tên thành phố, mã barcode và số điện thoại nhé. Cái dòng đầu tiên này thì chúng ta nhấp vào đây. Nhập là ABC. Dòng thứ hai này mình nhập là CDE. Và cái thành phố này mình lập là Alaska nhé. Dòng tiếp này các bạn nhấp vào đây thì các bạn sẽ chọn cái địa danh, tức là cái bang Alaska ở bên Hoa Kỳ này. Các bạn kéo lên ô vuông này và các bạn quay trở lên cái dòng này, chúng ta nhấp vào đây thì tự nó khắc kéo lên nhé. Rồi cái mã zip code thì mình nhập là 99501. Nếu bạn nào không biết thì các bạn có thể lên Google, các bạn gõ là mã zip Hoa Kỳ thì nó sẽ ra cho các bạn nhé. Rồi số phone, mình sẽ nhập số điện thoại của mình vào. Rồi ok, sau khi chúng ta đã điền đầy đủ các thông tin, số điện thoại, mã barcode, các tên địa chỉ rồi thì các bạn sẽ ấn lên cái góc trên này có chữ like này. Rồi chúng ta ấn chữ xong. Ok, thì bây giờ mình đã chuyển sang được cái giao diện của Hoa Kỳ nhá. Thì chúng ta sẽ vào cái phần cái kính này. Mình gõ một ứng dụng ở trên này nhá. Ví dụ cái TikTok này. Đó, mình sẽ tải một ứng dụng TikTok trên này về nhá. Ok, mình sẽ ấn tải này. Đó thì mình đã tải được rồi nhá. Mình sẽ ấn thử tải một ứng dụng nữa nhá. Đó, nếu ứng dụng nào các bạn lần đầu tiên các bạn tải thì nó yêu cầu chúng ta nhập cái vân tay ID Apple chúng ta vào. Thì các bạn dí vân tay vào nhá. Ok, thì bây giờ mình đã chuyển sang thành công nhá. Nếu mà các bạn chuyển sang mà tải bị lỗi thì các bạn quay vào các bạn chuyển đổi lại nhá. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn quay vào phần, tức là phần App Store để chúng ta chuyển sang Việt Nam nhé. Các bạn ấn vào Today này. Rồi các bạn ấn vào Avatar tiếp này. Và các bạn sẽ ấn vào địa chỉ ID Apple của chúng ta nhé. Rồi các bạn sẽ ấn vào chữ Country này. Rồi các bạn sẽ ấn vào cái dòng này để chúng ta thay đổi vùng quốc gia nhé. Và các bạn kéo xuống. Và các bạn tìm đến Việt Nam nhé. Đó. Rồi sau đó các bạn sẽ ấn chữ AG này. AG tiếp này.
Rồi các bạn ấn chữ không này. Và cái tên đường này thì các bạn sẽ nhập là cũng là ABC, thành phố ABC này, số phone. Rồi sau đó các bạn ấn like này. Rồi chúng ta ấn đôn này. Ok thì bây giờ đã chuyển về giao diện của Việt Nam chúng ta nhé. Rồi thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Các bạn xem video thấy hay, thấy hữu ích thì hãy like, hãy subscribe và chia sẻ để giúp mình thêm được động lực để làm những video tốt hơn nhé. Mình xin chúc tất cả các bạn thành công.